Hello, xin chào mọi người. Thì trong clip này thì em sẽ đem đến cho mọi người một màu sắc đỏ nhìn rất là tươi và bắt mắt. Và đây là những cây phong thủy để văn phòng cực kỳ hợp với các mệnh hỏa. Thì ngoài những vật phẩm trong phong thủy thì cây cảnh cũng là một những cái vật mang lại rất là nhiều may mắn và tài lộc cho người mệnh hỏa. Thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu về nhờ các loài cây mà hợp với mệnh hỏa trong cái clip này. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua về một số cây mệnh hỏa, là trước hết đó Thứ chính nhất là là cây hồng. cây hồng môn với những bông hoa đỏ tươi bóng nhìn rất là đẹp. Tiếp theo đó chính là những cái chậu cây Cẩm nhung cẩm đỏ. nhung độc họ rất là xinh, lá thì có nhiều loài khác nhau. Đây là cây hồng lộc đỏ nha mọi người ơi. Đó. Và đây là cây vạn lộc đỏ. Hai loại này khác nhau nha mọi người. Nó kiểu tương tự như nhau nhưng mà nó lại làm hai loại cây khác nhau. Thì lá của loài Đó. cây này thì nó sẽ to hơn và về phần bầu bầu tròn hơn. Vâng, đúng rồi. Đây, còn cái cây vạn lộc này thì thân của nó màu xanh. Và cái hồng lộc này là thân của nó màu trắng nha mọi người, nhìn rõ không? Đó. Mình phân biệt hai cái loại này. Thì để tìm hiểu được về những loài cây này hợp với mệnh hỏa hay không thì mọi người trước hết là nên phải phải biết được mệnh hỏa là cái mệnh như thế nào. Thì người mệnh hỏa là một người có cái tính cách rất là mạnh mẽ và luôn tràn đầy nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống. Ngoài dùng vật phẩm trong phong thủy thì cây cảnh còn có khả năng tương trợ và mang lại may mắn. Vậy thì mệnh hỏa sẽ hợp với những cây nào thì mọi người hãy cùng lắng nghe và tìm hiểu về các loài cây này nha. Trong ngũ hành thì người mệnh hỏa là mệnh thứ 4 trong ngũ hành, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, trong đó Hỏa tượng trưng cho lửa, luôn rực cháy, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và luôn có nhiệt huyết mạnh mẽ. Thì họ luôn mang lại những cái năng lượng tích cực này, phóng khoáng và sáng tạo, đam mê với công việc. Bên cạnh đó thì người mệnh hỏa thường nóng tính và bốc đồng và khó kiềm chế. Thì sau đây là những cái loài cây là rất là hợp với mệnh hỏa và có thể sẽ khắc chế được cái tính nóng này và bốc đồng của họ, giúp cho họ có cái sự thành công và may mắn trong cuộc sống. Đúng rồi mọi người ơi, đây thứ nhất là về cây cây hồng môn này nhá. Đây là cây hồng môn, là một loại cây mà để gọi là những loại cây mà phong thủy hợp và lại may mắn cho những người mệnh hỏa. Cây hồng môn này là một loại cây nhỏ sống lâu năm và thích hợp trồng trong nhà. Ngoài ra thì để ở bàn làm việc này, cái cánh hoa màu đỏ của nó đó thì sẽ phù hợp với những người có bản mệnh 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 hỏa. Vì vì cái hồng môn này tượng trưng cho cái sự nhiệt tình này, mãnh liệt trong tình yêu đó. Nếu bạn mà đang tìm kiếm một loại cây mà hợp với mệnh hỏa thì đừng bỏ qua cái hồng môn này. Đó, rất là thích hợp luôn nhá mọi người. Nó có cái cánh hoa đỏ màu hồng và màu đỏ như thế này, có thể nó là màu hồng, có thể nó là màu đỏ. Rất hợp với cả mệnh hỏa để có thể kiềm chế được cái sức nóng, kiểu là cái sức bốc lửa của cây của người mệnh hỏa. Đó. Thứ hai đó là cây vạn lộc. Đó. Rất là tươi tốt, rất là đẹp. Cây vạn lộc này thì phiến lá của nó lộc to và dài như thế này. Đó mọi người, thấy rõ không? Và nó rất là bóng nha, bề mặt của nó có 3 màu. Đó, màu xanh, màu hồng và nó có cả một sắc màu xanh lá mạ đó, kết hợp với nhau đấy, sắc hồng đậm và có thể nhạt theo từng loại cây vạn lộc đó. Để mà phân bố màu sắc nhiều hay ít thì loài cây này được biểu tượng cho sự giàu sang và tài lộc. Những người mệnh hỏa mà thường bày trí loài cây này trong nhà như là muốn thu hút về sự may mắn này, những điều tốt đẹp. Ngoài ra thì bạn cũng có thể chọn những cây vạn lộc có sức sống, có nhiều sắc hồng hơn một tí để có thể hợp với bản mệnh của mình hơn.
Thì cái loại mà mình đang cầm đây thì nó lại hơi thiên về màu đỏ xíu, chưa có nhiều sắc hồng lắm. Đây, ở bên này là nó có hồng hồng này mọi người, lá Màu hồng non thì hồng. nó hồng. Nó lá non thì nó sẽ hồng và nó mấy cái lá già thì nó sẽ xanh, và nó còn kết hợp với cả viền xanh nữa và thân xanh nữa. Bên chậu xanh nữa thì rất thích hợp với mệnh hỏa đó mọi người. Đó, thì mọi người nên lựa chọn cái cây này thì sẽ rất là phù hợp với cả bản mệnh của mình. Nha mọi người. Thì trong cái top cây này nó còn có thêm đó chính là cây cẩm nhung đỏ. Thì cẩm nhung thì mọi người thường biết nó sẽ có rất là nhiều màu khác nhau. Ví dụ như nó là có màu xanh, màu hồng, màu trắng. Và đặc biệt thì ngoài nổi bật này nó còn có thêm hai loại màu đỏ, đó là màu đỏ tươi và cái màu đỏ thẫm, cái thiên về hơn một chút nâu. Thì cây cẩm nhung là một trong những gợi ý dành cho những người mệnh hỏa. Cẩm nhung chính là biểu tượng cho tình bạn gắn kết lâu năm và vững bền, luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra ấy, thì cây cẩm nhung đỏ thì còn mang một cái ý nghĩa rất là tình yêu, về một tình yêu rất là trong sáng. Những người mệnh hỏa thì nếu lựa chọn cây này sẽ giúp cho mối quan hệ xung quanh thì được gắn kết hơn này, hòa nhã và trở nên tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó thì cây cũng hấp thụ được các tia ánh sáng xanh anh từ các thiết bị điện tử rất là hiệu quả, giúp cho người trồng được khỏe mạnh hơn. Thì cây này nó rất là nhỏ nhắn, giúp cho mọi người có thể mít thêm với một số cái chậu cây như cái chậu cây này. Mọi người có thể mít thêm, nếu mà mọi người trồng vào chậu to có thể mít thêm ở dưới chậu và trang trí thêm một số cái phụ kiện đẹp. Thì loài này nó có hai màu, một là màu đỏ tươi với những chiếc lá nhỏ viền đang cưa, còn cái loài này thì lá nó tròn hơn và có những xen kẽ với cả màu xanh xanh nâu. Rất là đặc biệt, loài này rất là lạ. Thì trên tay em đang cầm đây một loài cây, mà loài cây này thì mọi người nếu mà không để ý kỹ thì sẽ nhầm lẫn với cái Cái vạn cây lộc. vạn lộc đỏ. Nhưng mà mọi người nên để ý là cây này nó có tên là cây hồng lộc đỏ, bởi vì lá của nó sẽ tròn tròn hơn, to hơn rất là nhiều, mà cái phần màu đỏ của nó ấy, nó sẽ thẫm hơn. Thì nó thẫm hơn chứ nó không được cái tươi như cái cây vạn lộc đỏ này. Mà loài này cũng là loài thân thảo nhưng mà thân của nó màu trắng chứ không có màu xanh. Mọi người để ý kỹ. Thì cây này cũng là một loài cây hợp với cái người mệnh hỏa ấy. Thì về cái cây này thì hiện nay cũng được rất là nhiều người ưa chuộng để trên văn phòng và bàn làm việc, rất là hợp với người mệnh hỏa. Cái màu đỏ không Màu lỡ đi đỏ đâu là được. có thể cái gì nhỉ, để cho mình kiềm chế, có thể ngăn cho mình cái sự nóng nảy đó mọi người. Thì nó cũng y hệt như mấy cái cây khác, là nó sẽ rất hợp với cả mệnh hỏa, là mình có thể tiết chế lại cái sức nóng của mình đó mọi người ạ. Đó là một số cây, đấy là bốn loại cây mà mình có thể hợp với cả mệnh hỏa nha mọi Cây người. đấy có hoa. Dạ, cây đấy là có hoa, hoa của nó có màu trắng nhỏ. Thì mọi người có nhu cầu mọi người có thể liên hệ mình qua số điện thoại mình để trên tường nhá. Mình sẽ để số điện thoại và địa Đây chỉ thì đấy mọi người có thể là liên hệ với đây là mình. cây lan tim ạ. Rồi.